về bờ trong chứng khoán là gì nhặt những mã siêu cổ phiếu đưa ta về bờ đôi khi bạn nghe các dân sàn nói chuyện bạn sẽ thấy mình như đang bị lạc vào ma trận của những từ ngữ vô cùng khó hiểu và những từ đó được gọi những từ lóng chứng khoán một số nhà đầu tư để có thể về bờ đã dễ dàng bán tháo ồ ạt và thanh lý hầu hết các tài sản rủi ro của họ khi thị trường chứng khoán sụp đổ vậy về bờ trong chứng khoán là gì nhặt những mã siêu cổ phiếu nào đưa ta về bờ hãy cùng bích đầu tư tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé về bờ trong chứng khoán là gì áp lực chốt lãi hiện tại là câu chuyện của một nhóm người may mắn không ít nhà đầu tư hiện vẫn chưa về bờ khi lần trước lỡ đặt niềm tin vào đà tăng của thị trường và cuối cùng phải ngậm quả đắng liên tục chứng khoán tiếng anh security là một bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các hình thức khác. Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được đại diện cho một giá trị tài chính. Chứng khoán là tài sản bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm quyền mua cổ phần chứng chỉ lưu ký, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác, mã siêu cổ phiếu đưa ta về bờ, DTD, đúng chất siêu cổ sau định giá tài sản, tốc độ tăng trưởng, dòng tiền và gần như không nợ vay, thị trường đang định giá DTD quá thấp so với khối tài sản, hiện giá CP DTD tương đương 17k, tương đương định giá thị trường cho cả công ty tầm 410 tỷ, tài sản công ty hiện có tổng tài sản, báo cáo tài chính bán niên 2019, 1620 tỷ, tổng nợ, 1170 tỷ, trong đó doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 510. 18 tỷ. Giải thích thêm là khi nhận trước tiền cho thuê tài sản của nhiều năm, ở đây là khu công nghiệp Đồng Văn, thì số tiền nhận trước được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện, vậy tính ra tài sản có của công ty sau nợ tối thiểu là 1.620 tỷ, 1.170 tỷ, 518 tỷ bằng 968 tỷ cao hơn gấp 2 lần cái giá mà thị trường đang trả, đó là phần nổi, còn phần nổi khác là khu công nghiệp Đồng Văn Ba cách Hà Nội 40 km, cảng Hải Phòng 90 km, có tổng diện tích là 300 ha, dự kiến mở rộng 800 ha nữa nhưng xa quá mình chỉ nói cái gần gần ăn được trong vài tháng tới thôi. Các quý vừa rồi DTD chỉ mới cho thuê tầm 70 ha đã thu về hơn 500 tỷ, vậy tính ra full 300 ha sẽ thu về tối thiểu 2,000 đến 2,500 tỷ. Trong khi sự chuyển dịch của các công ty Nhật khách đồng văn ba chủ yếu là công ty Nhật đang ngày càng mạnh, đang đà tăng trưởng mạnh cả doanh thu. Hình, soi kỹ sẽ thấy năm 2019 và 2020 sẽ là điểm rơi lợi nhuận kỷ luật của đang trên đường, tiềm năng tăng trưởng đến đâu, về khu công nghiệp thì đã nói rồi. Điểm rơi sẽ vào cuối năm 2019 đến năm 2020, DTD cũng chính là đơn vị thi công cho khu công nghiệp Đồng Văn Ba, 65% cổ phần. Do đó, sẽ có nguồn thu ổn định từ thi công xây lắp, doanh thu từ công ty Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam, chiếm 39% cổ phần, doanh thu từ bàn giao cơ sở hai bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Hữu Nghị và một số đơn vị khác hiện người mua trả trước ngắn hạn tương đương 182 tỷ. Ngoài ra, mảng bê tông năm nay tăng trưởng mạnh 300% từ 4,7 tỷ lên 12,3 tỷ. Công ty có thêm mảng khai thác và bán cắt hai mỏ khai thác 40 ha đã cho doanh thu 28 tỷ, lợi nhuận 5,6 tỷ. Trong khi hai quý cùng kỳ năm trước bằng không, biên an toàn cực cao, tổng vay tài chính là 77 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và gửi tiết kiệm là 266 tỷ đồng. Chỉ riêng lượng tiền này đã tương đương 65% giá trị vốn hóa thị trường của công ty hơn 500 tỷ doanh thu trở hạch toán, tính ra mới thấy giá CP đang giao dịch ở mức hời đến buồn cười. Nợ vay gần như không có là yếu tố hạn chế rủi ro tốt nhất trong thời buổi kinh tế bất ổn, VND có thể rớt giá, lãi suất vay banh tăng, về kỹ thuật, đã vào trend tăng dài hạn. Nhìn lại nhiều cổ chuẩn bị vào sóng lớn thường người nội bộ, cổ đông lớn thu gom nhiều ở chân sóng, điển hình như NTL, CCL, tất cả các phân tích trên nói lên là có một công ty trị giá tối thiểu tương đương 2,000 đến 2,500 tỷ đang giao dịch với cái giá 410 tỷ. Rẻ đến buồn cười, rủi ro, chắc mấy ông khu công nghiệp tăng nóng vừa qua khả năng cao kéo DTD ăn theo đà giảm trong ngắn hạn. Còn lại thì chưa thấy rủi ro nào cụ thể. Do các chỉ số cơ bản tốt nên chú DTD này được vay margin khá cao giá trị thanh khoản không cao nên việc lên trần xuống sàn theo hiệu ứng hòn tiết lăn là chuyện bình thường vì thế tê ngắn ngày khó mà chịu nhiệt nổi kinh nghiệm giúp nhà đầu tư về bờ nhanh nhất kinh nghiệm đầu tư chứng khoán từ warren buffett học cách định giá cổ phiếu để chốt lời và lỗ khi thị trường trải qua chuỗi giảm điểm kéo dài thậm chí vài tháng thanh khoản thấp phiên sau thấp hơn phiên trước thì có thể thị trường đang tạo đáy dài hạn việc xác định đáy thị trường được coi là khá khó khăn bởi để đi từ đỉnh xuống đáy phải phá nhiều mốc hỗ trợ tạo nhiều phiên giao dịch thoát hàng sau đó thị trường giảm nhẹ bào mòn cổ phiếu khiến giới hạn kiên nhẫn của bạn đã hết thanh khoản bùng nổ và sau đó vài phiên mới chạm đáy để quay lại tăng điểm lựa chọn đầu tư an toàn bằng các phương án như đa dạng hóa danh mục đầu tư không nên bỏ hết trứng vào một giỏ để phân bố rủi ro tuy nhiên phương pháp này đôi khi sẽ không tạo ra được lợi nhuận cao chỉ đầu tư vào các công ty lớn xem thêm nocf là gì sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán lời kết những chia sẻ được bích đầu tư tổng hợp chi tiết trên đây hy vọng sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm những kiến thức bổ ích khi lựa chọn đầu tư làm một kênh đầu tư mang lại thêm nguồn lợi cho mình để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin về kinh nghiệm đầu tư sẽ giúp bạn những thông tin hữu ích quan trọng và cần thiết đem lại sự tự tin cũng như nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bước chân vào lĩnh vực này chúc các bạn đầu tư thành công